Dành cái tay lên. 2 lít của tao chứ không phải 50 thôi nhé. Vớ vật vờ. Thế này đến Tết Tây nó không xong. Này, bọn thêm tiền này đứa nào cũng bị vôi hóa cuộc sống. Chúng nó không lao động nặng được đâu. Yên tâm, kiến tha lâu ngày cũng đầy tổ. Nó làm kiểu này đến mai là xong rồi. Chúng mày vơ ma vơ vẩn, cứ để tao làm đi. Ông đã thốt ruột rồi, chúng mày lại còn bày to này. Đẹp quá. Biết như này, tao thuê luôn tao cho nó xong. Chỉ cần cái bánh mì là ngon rồi, đỡ mày mất tiền. Chú xem nào, để nhanh những tội cho anh gái đọc hai thằng làm kia bao giờ mới xong. Anh đồng tiền nó đi liền với tiến độ. Bác mà kinh nhanh, bác bắn đạn liên thanh vào cho em.